Hàng trăm triệu đồng khi vàng và kim cương được gắn lên trên đôi giày da cá đắt giá trị handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Một đôi giày vài trăm triệu đồng theo phong cách cá nhân hóa, theo phong cách logo riêng và thương hiệu của những vị khách hàng đặt hàng tại Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một đôi giày handmade bởi Kỳ Lân Luxury từ da cá. Kỳ Lân chọn tại nhà thuộc gia nổi tiếng ở Đức Pháp. Và nhà thuộc gia này chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả những công ty đồ da thời trang nổi tiếng trên toàn cầu. Từng chất da, màu da và con da Kỳ Lân tuyển chọn một cách tỉ mỉ loại 1. Da thì thuộc da sẽ có nhiều loại, loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 thì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về hàng cao cấp nên Kỳ Lân sẽ tuyển chọn những con da loại 1. Sự chênh lệch giữa loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 sẽ khác nhau rất nhiều nên Kỳ Lân chỉ chọn những loại cao cấp nhất để phục vụ cho sở thích, sự thăng hoa trong cảm xúc, thú chơi, thú vui và đồ cao cấp luxury. Ngoài vấn đề kỹ thuật chọn da, kỹ thuật handmade đồ da từ túi, sách, tất cả những đồ da, giày, dép thì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về chế tác trang sức từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Rougon ánh sáng bóng và kỹ thuật chuyên môn cao cấp khi thực hiện đồ cao cấp và sự tinh tế tỉ mỉ khi tuyển chọn từng viên kim cương một. Những viên kim cương được tuyển chọn là những viên kim cương có những thông số chuẩn nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để cho sự lấp lánh long lanh luôn luôn tỏa sáng và khi đó phải kết hợp với kỹ thuật chuyên môn chuyên sâu khi chế tác đồ cao cấp luxury, đó chính là kỹ thuật của thợ cao cấp chuyên hàng cao cấp làm nguội ở bề mặt đáy của những viên kim cương trên nền vàng phải cực kỳ sạch sáng bóng để hỗ trợ tăng sự chiếu sáng lấp lánh, phát huy tối đa sự lấp lánh long lanh của những viên kim cương. Đây là cái sự cá nhân hóa khi đôi giày này Kỳ Lân làm theo đồ họa là đo ni đóng giày theo từng bàn chân của quý khách và đó là sự tinh tế thoải mái êm mái khi sử dụng đồ handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Sự cá nhân hóa, sự thể hiện phong cách cá nhân trên cái tên BT này là tên của khách hàng viết tắt hai từ chữ cái lại BT. Vì lý do cá nhân nên Kỳ Lân không nói được cái tên chi tiết ra, nhưng đây là cái phong cách riêng của quý khách tên là BT. Một đôi giày rất nhiều những viên kim cương lấp lánh tỏa sáng. Kỳ Lân là đơn vị chuyên phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc về những sản phẩm, về những thú chơi, sản phẩm cao cấp luxury theo một cách tinh tế, một cách hoàn hảo, hoàn chỉnh nhất, tạo nên sự thăng hoa nhất khi chơi đồ cao cấp luxury tại Kỳ Lân Luxury. Một lần nữa Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.